Nội dung của vở kịch kể về một câu chuyện tình yêu giả tưởng với nhân vật chính là kỹ sư Hoàng. Vì thất bại trong tình yêu nên đã chế tạo ra hai robot là cô giáo Liên và họa sĩ Vân theo mong muốn của mình. Nếu như ở đời thực Liên yêu và kết hôn với Vân thì Liên robot lại kết hôn với Hoàng, còn Vân robot lại trở thành họa sĩ tài danh. Câu chuyện giả tưởng này đã làm nổi bật quan điểm sống giữa đời thực và những mong ước khát khao được sống hạnh phúc của những người trẻ. Vở kịch giúp mỗi người có thêm niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống.